Xuất hiện ba điểm giữ trong tháng 7 cô hồn, Đinh Dậu sinh năm 1957, lén làm điều này, tổ tiên độ trì, phúc báu cực nhiều. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị những lời chúc tốt lành và may mắn. Quý vị thân mến, số mệnh con người muôn màu muôn vẻ, chẳng bởi thế mà các cụ ta cũng có câu rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hay sao? Tất cả những điều đó đều là kết quả của sự lựa chọn bản thân bạn hay sao? Đó là quyết định về việc liệu bạn sẽ hướng đến một cuộc sống giàu có hay là khốn khó. Quyết định này dựa trên sự nỗ lực, phấn đấu và kiên trì của từng người trên hành trình của cuộc đời. Chẳng hạn, đối với người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, việc tích lũy phúc đức trong thời trẻ đã mang lại lộc lớn từ trời, khiến thời điểm họ có cơ hội để trở thành những người giàu có, sở hữu tiền bạc dồi dào và cuộc sống thả ga trải nghiệm mọi niềm vui. Xem bói tử vi, thời điểm tháng 7 âm lịch, cũng gọi là tháng cô hồn này, có 3 điểm giữ mà quý mệnh chủ cần phải lưu ý để trải qua không những êm đẹp, mà lại có thể giúp gia chủ cải mệnh đổi đời. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý vị nhé! 3 điểm giữ trong rằm tháng 7 âm lịch mà con giáp nên lưu ý. Thứ nhất, đến nơi vắng vẻ, tuyệt đối không nhìn lại phía sau. Khi đi về khuya hoặc đến những nơi vắng vẻ, nếu có cảm giác như có người đang đi theo hoặc gọi tên, tuyệt đối không được quay đầu lại. Đây có thể là ma quỷ đang trêu chọc, nếu quay lại sẽ dễ bị rủ về cõi âm. Để tránh gặp nguy hiểm, hãy tiếp tục đi mà không quay đầu lại. Tháng cô hồn là thời điểm đặc biệt trong năm với nhiều quan niệm và kiêng kỵ đã tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian. Việc tuân thủ những điều kiêng kỵ này giúp bạn tránh được những rủi ro và bảo vệ bản thân trước những điều không may mắn. Hãy cẩn trọng và giữ gìn để tháng cô hồn trôi qua bình an và yên bình. Thứ hai, tránh mua nhà đất hoặc là xe cộ. Từ ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch, nhiều người tin rằng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán lớn nào, đặc biệt là những quyết định có liên quan đến việc mua nhà đất hoặc là xe cộ. Bởi vì theo quan niệm phong thủy của cả những dấu hiệu từ thị trường, tháng này có thể không phải là thời điểm thuận lợi để bạn đặt bút ký các hợp đồng quan trọng hoặc thực hiện những khoản đầu tư đáng kể. Chuyên gia tài chính và các nhà phong thủy đồng loạt khuyến cáo rằng việc mua bán nhà cửa đất đai hay là phương tiện di chuyển cần được tiến hành khi thị trường và năng lượng cảm xúc ở trạng thái ổn định. Người ta tin rằng tránh mua sắm vào ngày mùng 1 có thể giúp bạn tránh xa những rắc rối pháp lý, những vấn đề về tài chính hoặc thậm chí là những tranh chấp không lường trước được. Đừng quên rằng việc đầu tư vào bất động sản hay các tài sản lớn đều đòi hỏi sự suy nghĩ và tính toán cẩn trọng. Thị trường biến động không chỉ ảnh hưởng đến giá cả, mà còn có thể ảnh hưởng tới những yếu tố khác như chất lượng của tài sản hoặc là tình hình pháp lý liên quan. Tháng 7 âm lịch này, hãy dành thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia và không vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì một cơ hội tưởng chừng như hấp dẫn. Có thể bạn sẽ cảm thấy bị cám dỗ vì những lời quảng cáo hấp dẫn hoặc là áp lực từ cơ hội một lần trong đời. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi quyết định tốt đòi hỏi sự kiên nhẫn và thông suốt. Hãy sử dụng thời gian này để làm thêm nghiên cứu, chuẩn bị tài chính và tinh thần cho các công việc và chỉ thực hiện giao dịch khi bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin và mọi điều kiện đều thuận lợi. Thứ ba, không nên đi xa. Bắt đầu ngày mùng 1 của tháng này đến hết ngày 15 âm lịch, nhiều người còn tỏ ra e ngại hơn khi phải di chuyển xa hoặc là bắt đầu những chuyến hành trình mới. Họ tin rằng việc này sẽ tạo ra động lực cho những linh hồn vất vưởng theo sát bên, với hy vọng tìm được sự bình yên hay thậm chí là gây rối cho những người còn sống. Quan điểm này có thể xuất phát từ niềm tin rằng, trong những ngày đầu của tháng cô hồn, việc đảo lộn trật tự thông thường của cuộc sống có thể mở ra những cánh cửa nối liền hai thế giới, khiến việc đi lại trở nên kém may mắn hơn. Những rắc rối mà người ta lo sợ có thể đa dạng từ những điều nhỏ nhặt như sự cố kỹ thuật, sự chậm trễ không đáng có, cho đến những việc nghiêm trọng hơn. Để phòng tránh, nhiều gia đình sẽ chọn cách ở nhà, tập trung vào việc cúng bái và tưởng nhớ tổ tiên, hoặc là thực hiện các nghi lễ nhỏ để an ủi những linh hồn lang thang
và mong chúng không quấy rầy cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, việc hạn chế di chuyển vào những khung giờ đặc biệt như sáng sớm, đêm khuya cũng thể hiện sự tôn trọng đối với những niềm tin dân gian lâu đời. Đây là cách mà con người bày tỏ lòng từ bi và sự thấu hiểu đối với những linh hồn cô đơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến sự ổn định của chính bản thân và cộng đồng. Trong thời đại hiện nay, mặc dù không phải ai cũng theo đuổi những quan niệm này một cách nghiêm túc, nhưng nhiều người vẫn duy trì kiêng kỵ này để có tạo cảm giác an tâm. Trên đây là 3 điểm xấu mà các gia chủ cần tránh trong tháng cô hồn. Tiếp theo chương trình là luận giải chi tiết may rủi trong tháng. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng quát tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Đinh Dậu. Về sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Đinh Dậu âm lịch, nguyệt lệnh mộc dục khiến cho tình trạng công việc của bản mệnh thời gian này dễ có những thay đổi không mong muốn. Vì không thể làm cho tình hình, cho nên bạn cảm thấy hoang mang, thậm chí là lạc hướng. Thay vì cố gắng kiểm soát, bản mệnh nên học cách để hiểu tình hình, nhận ra vai trò thực sự của mình để tùy cơ ứng biến cho phù hợp. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện vẫn nhẹ nhàng, chứ không đến nỗi khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Về tài lộc, tình hình tài chính khá ổn định, có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn, nhưng không có nghĩa là vung tay quá chán. Nếu không, sắp tới, bạn sẽ không đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình. Về gia đạo, vận trình tình cảm của bản mệnh thời gian này cũng có dấu hiệu tốt nên dành thời gian nhiều hơn cho con cháu, bên cạnh chúng khi cần để hàn gắn cũng như kết nối sâu sắc hơn mối quan hệ gia đình. Sau đây là những ngày mà mệnh chủ cần phải lưu ý trong tháng cô hồn để có thể tránh hạn được an. Đầu tiên là ngày mùng 5, mùng 7 và mùng 9 tháng 7 âm lịch. Những ngày này, tử vi cho tuổi Đinh Dậu khuyên bạn nên hài lòng với hiện tại và tiếp tục làm việc một cách bình thường. Đừng quá lo lắng về những việc lớn lao, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và sẽ yên lành tốt đẹp. Nếu có ai mời hợp tác, bạn nên nhanh chóng nhận lời mà không nên chần chừ. Điều này sẽ mang lại lợi ích tự nhiên và thu hoạch tiền bạc dễ dàng. Nhưng đừng quá cao vọng. Các món lợi nhỏ cũng có thể dẫn đến thành công lớn nếu bạn có số lượng và sự chăm chỉ. Về vấn đề tiền bạc, hãy giải quyết mọi thứ một cách uyển chuyển và dùng tình cảm để tránh hiểu lầm và tranh cãi. Nếu gặp khó khăn trong công việc, đừng nản lòng vì sẽ có sự thuận lợi sau này. Trong gia đình, có thể bạn sẽ gặp một số rắc rối nhỏ, nhưng đừng buồn phiền, hãy cẩn thận với lời nói và cách cư xử để tránh gây mất hòa giải. Bạn cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và thực hiện các việc phúc thiện. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho bạn trong tương lai. Nếu đã hứa hẹn, hãy giúp đỡ người thân về tiền bạc mà không cần quá tính toán. Con số may mắn của bạn là 27, 54 và 72. Tiếp theo là ngày 11, 14 và 16 tháng 7 âm lịch. Tuổi Đinh Dậu vào ngày này sẽ không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên từ người khác. Theo tử vi hàng ngày phương Đông, thay vào đó, bạn nên tin tưởng vào chính kiến riêng của mình và sử dụng ý kiến từ những người xung quanh chỉ là sự tham khảo tạm thời trong mọi tình huống. Trong thời gian này, tuổi Đinh Dậu cũng nên tránh tham gia vào các công việc nhóm hoặc là dự án chung có dấu hiệu cho thấy cấp trên, đối tác hoặc là đồng nghiệp không thành thật với bạn. Và có nguy cơ là thành quả công sức của bạn sẽ bị chiếm đoạt một cách không minh bạch. Tử vi cũng nhắc nhở tuổi Đinh Dậu nên tránh xa các cuộc tranh cãi và xung đột. Dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cơ hội chiến thắng trong những tranh luận này cũng không cao. Để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật của nó. Con số may mắn của bạn là 42, 69 và 39. Tiếp theo là ngày 17 và 20 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi cá nhân, những ngày này tuổi Đinh Dậu cần đề phòng trở nên bốc đồng và sốc nổi, có thể dẫn đến hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn, suy nghĩ tiêu cực có thể là nguyên nhân gây ra tai họa cho bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận và kiểm soát cảm xúc của mình để tránh những hậu quả nặng nề. Về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Dậu có nhiều vấn đề cần suy nghĩ và tính toán. Bạn cần cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định và đưa ra các quyết định chi tiêu rõ ràng và khôn ngoan. Việc phân chia nguồn tiền một cách hợp lý là điều quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính của bạn.
vận trình tình cảm của tuổi Đinh Dậu vào ngày hôm nay nằm ở mức bình thường. Con số may mắn của bạn là 63, 27 và 36. Tiếp theo là ngày 22 và 23 tháng 7 âm lịch. Dựa trên dấu hiệu chiêm tinh học, tuổi Đinh Dậu có thể đối mặt với thử thách về cảm xúc, cảm thấy dễ xúc động và thiếu bình tĩnh hơn thông thường. May mắn là bạn có gia đình ở bên sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ với bạn, giúp các thời khắc khó khăn trôi qua dễ dàng hơn. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Đinh Dậu không nên quá trói buộc vào những trách nhiệm hay là bổn phận không cần thiết. Nếu muốn có những khoảnh khắc thư giãn và vui vẻ, hãy loại bỏ buồn phiền lo lắng và hướng tới những giá trị tích cực trong cuộc sống. Những lo âu sẽ dần tan biến khi bạn đón nhận sự thay đổi tích cực này. Trong ngày hôm nay, bạn có thể gặp phải những vấn đề về tiền bạc có thể làm bạn buồn phiền và gánh chịu áp lực, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu cần, đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người thân xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Con số may mắn cho ngày hôm nay là 39, 57 và 87. Tiếp theo là ngày 28 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi cá nhân hàng ngày cho tuổi Đinh Dậu, ngày 28 âm lịch, đường tài lộc của bạn đang ổn định, bạn có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng điều quan trọng là cần tích cực tập trung và dồn hết tâm trí để công việc kinh doanh có thể đạt được thu nhập khả quan hơn, tránh các cuộc tranh đấu và cãi vã không cần thiết, bởi những điều này có thể mang lại bực tức và lo lắng, làm bạn mất đi những cơ hội quý báu. Về mặt gia sự, tuổi Đinh Dậu vào ngày hôm nay khá tươi sáng, mọi mâu thuẫn và bất đồng từ trước đó được giải quyết một cách êm đẹp. Mối quan hệ gia đình được củng cố và đoàn kết khiến không khí gia đình trở nên ấm áp và chân thành. Đây là thời điểm để bạn tận hưởng sự ủng hộ từ gia đình và những người thân thiết xung quanh. Họ sẽ là nguồn động viên và hỗ trợ vững chắc để bạn có thể tập trung và phát triển sự nghiệp riêng của mình. Nhờ vào sự ổn định này, bạn sẽ vững vàng tiến bước trên con đường đã chọn, vượt qua mọi trở ngại và thử thách. Con số may mắn cho tuổi Đinh Dậu vào ngày hôm nay là 5, 20 và 60. Cuối cùng là ngày 29 tháng 7 âm lịch. Theo dấu hiệu chiêm tinh học của phương Đông vào ngày 29 âm lịch này, tuổi Đinh Dậu cần chú ý đặc biệt đến công việc vì có thể sẽ phát sinh những rắc rối đột ngột, dù đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ lưỡng. Những vấn đề bất ngờ có thể ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều quan trọng là bạn cần giữ bình tĩnh để xử lý tốt những sự cố này. Nếu cần thiết, hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm. Họ sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích giúp bạn có thêm phương án để giải quyết vấn đề hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại. Về sức khỏe, tuổi Đinh Dậu cần đặc biệt chăm sóc, áp lực trong công việc có thể gây mệt mỏi và cảm thấy không có hứng thú với công việc. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, tránh quá tải cơ thể, thay đổi chế độ ăn uống để bớt nặng màu, tránh các loại thực phẩm cay nóng và nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Con số may mắn cho tuổi Đinh Dậu vào ngày hôm nay là 38, 91 và 59. Trên đây là luận đoán tử vi chi tiết cho quý mệnh chủ trong tháng cô hồn về những điều đặc biệt kiêng kỵ cũng như lá số tử vi may rủi. Cuối chương trình như thường lệ là phần thiên cơ cải mệnh. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu và chiêm nghiệm quý vị nhé! Đức Phật nói về việc cúng tế, người thân có nhận được tiền và đồ ăn hay không? Từ xa xưa, chúng ta thực hiện việc cúng tế theo ông bà cha mẹ và đó là nét truyền thống tốt đẹp để tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng bên cạnh đó có những người phân vân không biết người thân của họ có nhận được những gì mình cúng tế hay không. Chúng ta thử tìm hiểu xem Đức Phật nói về việc cúng tế này như thế nào nhé. Một thời Đức Phật ở trong Ca Lan Đà Trúc Viên, thành Vương Xá, bấy giờ có Phạm Chí Sanh Văn đi đến chỗ Phật, cùng Phật thăm hỏi an ủi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Thưa Cù Đàm, con có người thân tộc rất thương mến bỗng nhiên qua đời, con vì người ấy nên bố thí với tín tâm. Thế nào, bạch Thế Tôn, người ấy có nhận được không ạ? Phật bảo Bà La Môn, không phải nhất định phải được, nếu người thân tộc của ông sinh vào trong địa ngục, nó sẽ ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống sinh mạng của nó, chứ không nhận đồ ăn thức uống mà ông bố thí với tín tâm. Nếu nó sinh vào súc sanh ngạ quỷ hoặc là loài người, họ sẽ được ăn đồ ăn thức uống của loài người, không nhận được đồ bố thí của ông. Này Bà La Môn, trong đường ngạ quỷ có một nơi tên là nhập xứ ngạ quỷ. Nếu người thân tộc của ông sinh vào trong nhập xứ ngạ quỷ kia thì sẽ nhận được thức ăn của ông.
Bà La Môn bạch Phật: Nếu người thân tộc của con không sinh vào trong đường nhập xứ ngạ quỷ thì thức ăn do con tín tâm bố thí thì ai sẽ được hưởng? Phật bảo Bà La Môn: Nếu ông với tín tâm bố thí cho người thân tộc nhưng họ không sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ thì có những thân tộc quen biết khác đã sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ đó sẽ được hưởng. Bà La Môn bạch Phật: Thưa Cổ Đàm, nếu con vì tín tâm bố thí cho người thân tộc nhưng họ không sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ và cũng không có các thân tộc quen biết khác sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ thì thức ăn do lòng tin bố thí đó ai sẽ hưởng đây? Phật bảo Bà La Môn: Giả sử ông vì những người thân tộc quen biết mà bố thí nhưng họ không sinh vào trong chốn nhập xứ ngạ quỷ và lại cũng không có những người quen biết khác sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ thì việc bố thí do lòng tin tự mình sẽ được phước. Của bố thí do lòng tin của người thí chủ đó sẽ không mất đạt sấn. Vì thế, để giải đáp thắc mắc cho những ai không biết, người thân có nhận được những gì họ cúng tế hay không, có thể tạm kết luận như thế này. Việc cúng tế vẫn có một phần ý nghĩa nào đó, và những gì chúng ta cúng thì sẽ có những ai thuộc về nhập xứ ngạ quỷ vẫn nhận được. Theo góc nhìn của Phật giáo, khi một người qua đời vẫn còn thân trung ấm, là một dạng sống có thân thể với cấu trúc, vật chất vi tế mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Tùy theo biệt nghiệp của mỗi loài mà họ thận trung ấm với hình dáng khác nhau. Ngoài ra, còn rất nhiều loài chúng sinh khác hiện hữu trong thế giới, đan xen như chư thiên cõi dục giới và chư thiên cõi sắc giới có thân thể đẹp đẽ trang nghiêm, các ngã quỷ có hình dáng xấu hay dữ tợn tùy loài. Hầu hết, chúng ta không đủ duyên để thấy thế giới vô hình, chỉ vô hình với chúng ta, người không nhìn thấy họ. Giác quan của họ nhạy bén và thù thắng hơn loài người rất nhiều. Họ vẫn ăn uống bình thường, có khả năng nghe nhìn rất xa, di chuyển cực nhanh và hiểu được tâm niệm, ý nghĩ của loài người. Cho nên, các loài mà ta gọi thế giới vô hình vẫn thọ dụng các vật phẩm dâng cúng hay tự tìm kiếm một cách bình thường. Có điều, tùy theo nghiệp của mỗi loài mà có cách ăn uống thọ dụng khác nhau. Làm phước để hồi hướng quả lành cho người thân. Chúng ta thường e sợ khi nói đến cảnh khổ ở bốn cõi, súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục, nhưng hầu hết không hiểu nguyên nhân nào mà phải sanh vào cảnh ấy hoặc làm sao cho thoát khỏi cảnh ấy. Đã từng có quan điểm cho rằng không thể hồi hướng công đức nhằm cứu độ kẻ khác, bởi lẽ nghiệp do ai gây ra thì người đó phải nhận lấy kết quả. Đó cũng là lời khẳng định của Đức Phật trong kinh tập: Cha không cứu được con hay bà con không cứu được nhau. Với Phật giáo, theo lý thuyết nhân quả nghiệp báo, không ai có thể làm thay đổi được quy luật nhân quả. Tạo nhân ngạ quỷ tất phải có ngày sống trong quỷ giới. Đó là quy luật không thay đổi và không ai có thể thay thế, dù quan hệ mẹ con gắn bó như thế nào đi nữa. Tuy nhiên, lý thuyết nhân quả của Phật giáo không thể hiểu một cách cứng nhắc, thô mộc như chúng ta vẫn nghĩ, vẫn tính toán để đi từ nhân đến quả là cả một quá trình dài với sự tham gia của vô số nhân duyên. Do đó, hãy cứ nỗ lực tạo ra nhiều duyên tốt có thể góp phần thay đổi sự tiêu cực của kết quả hiện tại và ngay cả tương lai. Ngay như Đức Phật, sau khi thọ trai, Ngài cũng hồi hướng công đức cho thí chủ. Ngoài việc hồi hướng công đức cho người trực tiếp cúng dường, trong một số trường hợp, người đứng cúng yêu cầu hồi hướng cho đối tượng ở ngôi thứ ba. Đây là một thực tế diễn ra trong sinh hoạt thiền môn hàng ngày, và truyền thống này vốn có mặt rất lâu trong kinh điển. Có thể nói, khi hương linh đang bị đọa trong loài ngã quỷ tích tập công đức, sau đó hồi hướng công đức cho ngã quỷ quyến thuộc cũng là một trong những phương cách cứu độ khả thi. Qua đó, ngạ quỷ thân quyến tạm thời hồi tâm chuyển ý bởi tham đắm mà thoát ly những nỗi khổ vốn có. Thế nhưng việc này có giới hạn nhất định, việc tạo công đức nhằm hồi hướng cứu độ ngạ quỷ quyến thuộc chỉ là phương cách biểu đạt tình người trong hữu hạn nhất thời mà chưa phải là giải pháp gốc rễ. Thế nên, có những người làm lễ lớn, mua sắm đồ đạc bằng giấy, tiền thật, đổi tiền giấy để đốt với quan niệm gửi xuống âm phủ cho người nhà sinh hoạt, chi tiêu thì lại không đem lại sự lợi ích cho người thân, mà chỉ làm dấy thêm lòng tham và sân hận. Trong Phật giáo, nếu muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhân quá vãng, cho được thành tựu thì phải làm đúng theo ba việc như sau. Thứ nhất, làm phúc đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường, là chư tăng thọ cụ túc giới, đúng chánh truyền,
Thứ hai, thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt. Thứ ba, thân nhân đã quá vãng được hay đến thọ lãnh phước lành ấy. Nếu ai làm phước mà được đầy đủ cả ba chi, thì nếu thân nhân bị đọa mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, chuyển sang cảnh giới tốt hơn, còn không sẽ phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người. Kết luận, người không giữ trọn vẹn năm giới, sau khi chết, phần lớn phải tái sinh vào ba khổ cảnh là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chỉ riêng loài nhập xứ ngạ quỷ, thuộc ngạ quỷ mới có thể nhận thọ đúng vật phẩm từ sự tế tự của người thân. Về cơ bản, việc thờ cúng tế cho người đã khuất là biểu hiện của lòng tri ân báo ân, mà còn là phương cách để biểu hiện lòng yêu thương đối với chúng sanh đang khổ đau trong quỷ giới. Phẩm vật không nên quá cầu kỳ, nên đơn giản với tâm thành kính là chính. Quan trọng nhất là phải trong sạch, không được sát sanh, cũng không chứa đựng sự đau khổ, đòi hỏi, mong cầu. Muốn cứu độ chúng sanh trong quỷ giới thì phải tạo nhiều công đức lành như là giữ giới, hành thiện, bố thí và hồi hướng cho đúng là những giải pháp có cơ sở từ kinh điển. Lý giải vì sao mộ tổ tiên ảnh hưởng đến con cháu muôn đời sau. Trong quan niệm của người Việt Nam nói riêng và một số nước châu Á nói chung, mộ tổ tiên ảnh hưởng đến con cháu. Do đó chúng ta không được quên việc chăm sóc mộ phần và sống hướng thiện để tích đức cho nhiều đời sau. Mộ tổ tiên ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Từ lâu trong văn hóa người Việt, mộ tổ là nơi rất quan trọng. Các con cháu không dám lơ là việc trông nom mộ cho chu đáo vì sợ có những bất chắc có thể xảy ra với cuộc sống hiện tại, vì sợ ông bà trách mắng. Với nét văn hóa uống nước nhớ nguồn đó, chúng ta luôn có phong tục cúng tạ mộ cuối năm và đi tảo mộ dịp đầu năm mới. Điều này cũng xuất phát từ tư duy của người xưa rằng mộ tổ tiên ảnh hưởng đến con cháu đời sau ở những phương diện sau đây. Ảnh hưởng đối với từng cá nhân không giống nhau. Đầu tiên phải nói rõ là phong thủy phần mộ có sự ảnh hưởng khác biệt giữa nam và nữ, khác nhau giữa từng người con trai, từng người con gái. Điều này được giải thích bởi phong thủy bát trạch. Người ta suy đoán thì đây là do bát quái của La Bàn trong phong thủy quyết định. Hôn nhân. Mộ tổ được cho là ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của con cháu trong nhà. Đó là một phần lý do có người kết hôn sớm, kết hôn muộn, gia đình hạnh phúc, còn gia đình khác thì không. Con cái. Nhiều người có thể dự đoán tương lai con cái qua phong thủy phần mộ của tổ tiên, bao gồm gia đình của chúng ta, sức khỏe, sống thọ hay không. Phong thủy âm trạch được xem là một ngành khoa học, không phải là mê tín, nhấn mạnh sự hòa hợp giữa con người với sinh khí tự nhiên. Do đó là con cháu trong nhà, chúng ta cần phải lưu ý tránh lỗi phong thủy âm trạch, tuyệt đối đừng mắc phải. Về tài vận, số mạng của một người không chỉ do nghiệp lực của họ mà theo cộng nghiệp nên ta mới sinh tương ứng trong một gia đình, dòng họ nào đó. Ví dụ nếu như số của người này được định sẵn sẽ thành một người rất giàu có, thông thường mà nói thì anh ta sẽ không nghèo, nhưng tương lai anh ta sẽ có bao nhiêu tiền? Phong thủy mồ mả có thể khiến tài vận thay đổi. Đó là lý do Đức Phật luôn khuyên con người nên lấy chữ hiếu đặt lên hàng đầu, nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Tại sao mộ tổ tiên lại có tác động tới đời con cháu? Trong kinh thư viết, người chết có khí, khí có thể cảm ứng, ảnh hưởng đến đời sống. Giống như việc khi thời tiết âm u, ta hay là buồn phiền, cơ thể nhức mỏi, những người sống ở nơi nắng ấm thường vui vẻ, lạc quan hơn. Điều đó cho thấy vận khí này là thứ vô hình nhưng lại có khả năng tác động đến tất cả chúng ta. Trong khi đó mộ phần cũng là nơi có sinh khí, đặc biệt là mộ tổ tiên, nơi tụ họp nhiều luồng khí của những người thân đời trước cùng hội tụ tại nơi đây. Sách âm trạch phong thủy. Phong thủy về mộ phần có viết, người chết sau khi an táng, chân khí sẽ kết hợp với huyệt khí hình thành sinh khí. Thông qua con đường do âm dương giao lưu tạo thành sẽ có ảnh hưởng đến vận khí của thân nhân. Hai khí âm dương thở ra thành gió bay lên trời thành mây, hạ xuống dưới thành mưa, lưu động dưới đất thành sinh khí. Sinh khí lưu động trong lòng đất có thể dưỡng dục vạn vật. Con người là một thể kết tinh từ tinh huyết cha mẹ, vì vậy con người cũng là kết tinh từ hai khí âm và dương. Mỗi cơ thể sống đều có hai khí âm và dương, sau khi chết cơ thể biến mất, nhưng hai khí âm dương thì không biến mất, khí ngưng tụ trong xương của cơ thể. Người vẫn sống, cho nên nếu người chết mà xương chưa mục thì khí vẫn sống.
Vì vậy, khi mai táng cần phải tìm một mảnh đất có sinh khí, để sinh khí và hai khí âm dương vẫn còn trong thân thể sẽ kết hợp với nhau để phù hộ người thân. Nói theo cách khác, tổ tiên cũng đã từng có đời sống như chính chúng ta và họ cũng có quan niệm sống riêng cho dù thân xác họ không còn nữa. Sẽ có người đã được giải thoát, chuyển sang kiếp sống khác. Có những người cố chấp vẫn giữ khư khư ngôi mộ của mình xem như là nhà. Ít ai được như kiểu người thứ nhất. Hầu hết chúng ta theo kiểu thứ hai kể trên nên họ rất thích ngôi mộ của mình phải đẹp, phải sạch sẽ. Đó là lý do không ít con cháu từng nằm mơ ông bà báo mộng là mộ bị trâu phá, cỏ bị khô quá. Những suy nghĩ cố hữu này khó mà phá bỏ, chỉ có người tu tập và hiểu biết mới tin rằng ngôi mộ không quan trọng bằng việc họ tu tập để chuyển sang cảnh giới khác. Tuân theo quy luật luân hồi của vũ trụ, ta cũng chẳng thể ép một người đã mất rằng họ phải tìm cách để siêu thoát chứ không được loanh quanh ở đây cả trăm đến nghìn năm như thế. Vì vậy, dù sao chúng ta cũng luôn phải có ý thức giữ gìn mộ tổ tiên sao cho thật sạch đẹp tươm tất. Tuy nhiên, nếu ai có ý định xây mộ hoành tráng để mong có thêm phúc lộc cho con cháu thì điều này xuất phát từ tâm tham. Người đã mất sẽ cảm nhận được điều này và họ càng sân hận, khó giải thoát. Vì thế, nếu có thể chính bản thân con cháu cũng phải biết tu tập vì không chỉ lợi ích cho mình mà lợi ích cho cả những người đã mất, bao gồm ông bà tổ tiên, những người đang dõi theo để phù trợ cho chúng ta. Như vậy có thể thấy được, phong thủy mồ mả tốt hay xấu đều phần nào đó có sự ảnh hưởng qua lại tới con cháu. Vì thế, không chỉ chuyên chú trong việc chăm chút mộ phần mà chúng ta cũng không được quên việc tu tâm tích đức mang lại lợi lạc lâu dài cho nhiều đời sau. Video xin được kết thúc tại đây. Hãy luôn tiếp tục khám phá và tìm hiểu về những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Chúc quý vị có một ngày thật tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những chia sẻ tương lai trên kênh này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé!